to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love between you, never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ không có chơi những cái con tướng mà kiểu ăn thịt nữa mọi người, kiểu như là giết người và sát thủ này nọ nữa. Hôm nay mình sẽ phá cách mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một con tướng không săn người mà sẽ săn trụ nha mọi người. Đó, thì mình đúng ra con này là tướng mid cơ, nhưng mà mình thấy nó đi đường AD, nó đi support, nó đi top cũng được. Nói chung là mình cảm giác con này nó không hẳn là một con phải đi mid đâu, bởi vì chủ yếu nó chơi theo phong cách phá trụ chứ không phải là nó là phong cách kiểu giết người mọi người. Thì nó giết người cũng được đó, chứ mình không nói không giết người được nha, nhưng mà ý mình là đánh nó kiểu phá trụ sẽ hay hơn. Đó, con Milady mà không phá được trụ nào thì Milady có ăn mạng thì cũng vô dụng thôi mọi người. Đó, mà Milady fit cỡ nào đi nữa mà phá nát cái nhà địch thì cũng là Milady ok nha mọi người. Đó, thì đó là cái suy nghĩ của mình về con Milady này nha mọi người. Thì con này mình này, hôm nay mình sẽ xách đi support mọi người. Thì đó mình nói rồi là con này đi đâu mình thấy cũng được hết mọi người. Cho nên là team mình nó đã bích rừng, bích mid, bích top đầy đủ rồi, thì thôi mình sẽ lấy con này mình đi support làm video cho mọi người xem nha. Thì đi cái gì thì mình cũng lên đồ y chang nhau thôi, chỉ có khác là đi support thì mình sẽ lên cái cục phụ trợ thôi, nó không khác gì nữa luôn mọi người. Và cái build đồ của mình là mình sẽ cố gắng gọi là mình lên đồ để phá trụ thôi nha, còn sát thương này nọ thì để sau đi mọi người, gọi là lên đồ cho có công phép rồi có hồi chiêu, đặt robot để phá trụ thôi nha. Đó, hôm nay mình nói trước với các bạn là mình sẽ không ăn mạng đâu, mình sẽ cố gắng tập trung phá trụ nhiều nhất. Đó, còn thủ ước nó bắn gì thì kệ đó, mình không có vừa dùng chiêu cho nó đâu, mình chỉ đánh cái trụ thôi. Mọi người thấy hồi nãy giờ là mình bào cái trụ nó luôn mọi người, mới 2 phút thôi mọi người. Ý là trụ nó còn được bảo vệ này nọ mà chưa được 2 phút là mình đã lấy được cái trụ rồi mọi người. Đó, thì sau khi lấy được cái trụ rồi thì mình sẽ không đi đường này nữa, lấy được cái trụ đường này đi đường này chi nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ đảo cái lane khác để mình ăn xong cái bãi lính này lấy kinh nghiệm rồi mình đảo lane khác nha mọi người. Đây, từ từ mọi người, cái con nó núp ở trong đó mình nó bắn ghê quá, thôi mình sẽ để những con robot ở đây rồi mình đi về nha. Đó, rồi mình sẽ đảo qua lane khác để mình phá trụ tiếp mọi người. Còn nói chung là xoay quanh cái chuyện phá trụ thôi mọi người, đừng có quan tâm tới cái chuyện gọi là ăn mạng này nọ. Thì tất nhiên ăn mạng vẫn được, nhưng mà ý mình là mọi người nên tập trung vào phá trụ thôi. Mình sẽ ra mid để phá trụ mid nha, thì trụ mid cũng quan trọng đó. Thì con này mình sẽ lên cái giày giấm hồi chiêu nha, để làm gì thì rất đơn giản thôi, cho cái chiêu 2 nó hồi nhanh lên chứ làm gì mọi người. Giày tóc đánh, giày kháng này kháng nọ, giày xuyên phép cũng đâu làm gì đâu mọi người. Đó, mình chủ yếu mình muốn cái chiêu 2 nó hồi thiệt là nhanh để mình thả nhiều robot ra để mình đi phá nhà thôi mọi người. Đó là cái mục đích của mình, cho nên là mình sẽ nâng cái giày giảm hồi chiêu này nha, xong rồi mình sẽ lên cái cốc luôn mọi người. Thường người ta sẽ không lên cái cốc bởi vì mình không biết tại sao, nhưng mà mình lên cái cốc là thứ nhất là để có mana này, thứ hai là rất là nhiều hồi chiêu, rồi đứng ở ngoài đường kiểu như đầy mana rồi nó cũng hồi phục máu cho mình đó. Còn người khác người ta ưu tiên lên đam thì người sẽ không lên cốc, còn mình là mình chỉ phá nhà thôi, mình đâu cần đam đâu mọi người, cho nên là cái cốc là rất là hợp lý và rất là ổn rồi mọi người. Thì không biết mọi người có thấy cái con này quen quen không, chứ thật ra cái ngày đầu mình chơi cái con này á thì mình cũng đã thấy nó rất rất giống cái con ba quy tư mã chiêu rồi mọi người. Ba quy tư mã chiêu ở bên game ba quy á mọi người, ba quy tư mã chiêu chứ không phải là tư mã chiêu nha, hai con này hoàn toàn khác nhau nha. Thì ba quy tư mã chiêu cũng đã những cái con đệ rồi, nó quánh nhà rất là kinh mọi người. Mình cảm giác con này y như là lấy ý tưởng từ con đó hay sao á mọi người.
cảm giác cái chơi, cái lối chơi nó không hề khác nhau luôn. Cũng kêu ra mấy con nhỏ để phá nhà rồi cường hóa những cái con đó là ulti này nọ đó. Thì mình nghĩ là nó lấy ý tưởng từ Ba Quy Tư Mã Chiêu mọi người ạ. Đó, thì mà cũng hoặc là cũng không không phải mà tại vì game MOBA thì game nào nó cũng hao hao giống nhau vậy thôi. Mấy con đứa này núp núp ghê thế nhỉ. Này, mình sẽ đặt cái này vô đây đó. Chết mình không? Không chết mọi người. Mình chết rồi mọi người ơi. Thôi không sao mọi người. Cứ kệ đi mọi người. Kiểu mình cũng support mà, chết thì thôi. Mình sẽ lên cái đồ support này nha mọi người. Đó. Đầu tiên mình sẽ lên đồ support đó full đi rồi mình mới lên cái cốc này. Cái đồ support ấy mình hay gọi là support tăng tốc chạy đó mọi người. Thì tên nó là cái gì? Lan ấy. Nói chung là lan trong sói, lan có gờ á, cho nên mình kêu nó là cái đồ support con sói nha. Đó. Thì gọi là mình kêu là cái đồ con sói thôi, nó mình chỉ kêu như thế thôi mọi người. Và cái đồ đó nó cũng có tăng công phép cho nên là mình cứ lên thôi mọi người. Nó cộng dồn 8 tầng, mỗi tầng bao nhiêu công phép đó thì lúc nãy mình vừa bấm vô mà mình quên mất rồi mọi người. Thì nó cũng có tăng công phép nên ngại gì mà mình không mua đúng không mọi người. Nó mua để gọi là phá nhà, sau đó chạy thiệt là nhanh luôn đó. Kiểu chơi đúng kiểu để phá nhà win luôn mọi người. Đây mình sẽ phá cái nhà cho mọi người xem. Đó, mình sẽ đặt ulti vô cái trụ nha. Con đường tăng nó làm gì cứ kệ nó, đặt ulti vô trụ rồi. Ok, mình sẽ biến đi chỗ khác mọi người, cho mấy con lính nó làm việc đi. Được không? Không được rồi mọi người. À, con đường tăng này cái chiêu 2 của nó hút lính mình vô rồi mọi người, cho nên là mấy con lính này nó bị phân tán, nó không có phá được cái trụ mọi người. Đó, thì mình cứ đặt, mình cứ không quan tâm nó làm gì, nó đánh mình kệ nó mọi người, mình cứ đặt robot cho robot nó phá nhà thôi. Đó, còn tụi nó làm gì mình cứ kệ tụi nó mọi người. Đó, thì nhanh dọn lính nhanh mọi người. À, cái nội tại của con này khi mà mọi người tự tay giết quái thì nó sẽ triệu hồi con robot nha. À, không hẳn là tự tay mà chỉ cần là mọi người giết giống như là con robot của mọi người giết cũng được. Con thành các tư hãng này nãy giờ mình thấy nó hơi ảo tưởng mọi người. Nó tưởng nó xanh lắm mọi người ha. Nhưng mà nó đã bị support Milady giết rồi nha. À, mình đã lấy được 2 cái trụ rồi. Một cái trụ mid với là một cái trụ ở dưới kia. Thì bây giờ mình sẽ biến về và hồi máu, sau đó mình sẽ ra mình phát trụ tiếp nha mọi người. Tìm combat, tìm giết người, tìm gì đó, kệ tìm đi mọi người. Mình không quan tâm tìm trận này. Mình chỉ quan tâm tới cái chuyện trụ của nó thôi mọi người. Đó, thì đó, mọi người quánh nhau muốn làm gì đó là mình không quan tâm. Mình sẽ ra mid, mình đẩy tiếp. Đó, thì đó, nó mình không giết được thì nó sẽ không triệu hồi robot. Còn chiêu 2 là không cần giết gì hết. Mọi người bấm chiêu 2 thì nó sẽ triệu hồi sẵn cho mọi người 2 con luôn nha. Đó, chiêu 2 này tích được 3 lần mọi người. Thì còn ulti á là mọi người đặt vào đặt cái kiếp nổ vào mục tiêu thì sau 3 giây sau cái kiếp nổ này nó sẽ nổ ra nha. Thì nó nổ sát thương bằng bao nhiêu phần trăm mà mọi người đã quánh nó trong cái thời gian mà nó bị đặt kiếp nổ đó. Sát thương của robot cũng tính luôn nha. Đó, mình sẽ đặt cái ulti vô cái trụ rồi. Rồi ai làm gì đó kệ ai, cho mấy con robot nó phá đi mọi người, kìa nó phá kìa. Người thấy nó phá rất là nhanh. Rất là kinh luôn mọi người. Này thủ không thể nào nổi luôn mọi người. Đây Ngộ Không làm gì đây? Mình sẽ qua lấy tí hỗ trợ mà không được hỗ trợ là thôi không sao mọi người. Đó, cái ulti mình hồi rồi mọi người. Mình sẽ dọn lính này để mình ăn những con lính để cho nó triệu được những cái con robot nhỏ nhỏ thêm nha mọi người. Được bao nhiêu con hay bấy nhiêu con. Đó, được con này không? Đó, được thêm con nữa rồi mình đặt cái thôi không có lính mọi người. Mình sẽ gọi là đặt vô chơi thế thôi mọi người. Đó, phá được bao nhiêu phá mình không quan tâm. Mình không có tiếc ulti gì hết mọi người. Được bao nhiêu thì cứ phá. Rồi, ok, lính tới rồi. Rồi. Nó một cái trụ nữa mọi người. Cái con này chơi rất là gọi là đúng kiểu chơi để win luôn đó mọi người. Thì cái chiêu 1 là cái chiêu tách máy bay ra nha mọi người. Mọi người dùng thì nhớ dùng thêm lần nữa thì một cái máy bay sẽ tách làm đôi và gây sát thương rất là nhiều nha. Khi mà bị hai máy bay bắn á thì mọi người sẽ bị giảm tốc chạy nữa kìa. Còn bị một cái máy bay bắn thì nó sẽ không có bị giảm tốc chạy. Nói chung hai máy bay tách ra thì nếu mà mọi người lên full dam theo kiểu cần sát thương á thì một lần tách máy bay có thể là nửa cây những con máu yếu luôn, nó có khi hơn nửa cây luôn cơ. Đó, bây giờ mình sẽ không cần lính đâu, lính cũng gần tới mà mình cứ đặt những con robot trước nó tăng cho lính cũng được mọi người. Đó. Rồi xong, win lấy trụ được không? Được luôn cái trụ mọi người. Đó. Ngộ Không cứ đập gì kệ nó mà mình không quan tâm nữa đâu. Mình cứ phá trụ thôi, làm tới phá trụ thôi. Những con này làm gì cứ kệ nó mọi người. Mình sẽ dọn lính để lấy những cái con quái nhỏ như này nha mọi người. Thì team nó gọi là loạn, rất là loạn luôn mọi người. Kiểu bị rối, bị gọi là phá trụ rồi bây giờ lú hết luôn rồi mọi người. mới phút thứ 8 thôi mà đã đi những cái trụ ngoài, còn 3 cái trụ nhỏ trong thôi. Thì mình nghĩ nó cũng không có giữ nổi đâu mọi người. Không thể nào giữ nổi với Milady của mình. Mọi người chơi Milady có thể lên mặt nạ, lên trượng rồng gì đó trước nhưng mà không. Mình lên và giảm hồi chiêu với lại mình lên cái cốc trước luôn mọi người, cho nó có nhiều hồi chiêu để mình
thả robot ra để mình phá trụ mọi người. Ê ê, bậy 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 nha, bậy nha. Nãy giờ có làm gì anh đâu mà anh nóng dữ vậy anh Hạ Hầu Đôn? Em nói thật luôn, nãy giờ em chưa làm gì anh Hạ Hầu Đôn, chỉ phá nhà của anh thôi chứ em đâu có làm gì đâu. Đúng mọi người, mình nói đâu có sai đâu, rõ ràng mình chưa đụng tới Hạ Hầu Đôn, mình chỉ đụng vô những cái nhà của nó thôi, làm gì căng vậy. Đó, bây giờ mình cứ để robot rồi mình đứng xa xa ra cho mấy robot nó cắn thôi mọi người. Mình đi xa quá robot nó sẽ đi theo mình mọi người. Thôi 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 thôi. Đó. Thì để coi, để đợi cái chiêu 1 từ từ tí mọi người, mình đợi cái chiêu 2 nhầm, nói nhầm, mình đợi cái chiêu 2 cho nó tích được nhiều tầng rồi mình sẽ phá cái trụ ba này không cần lính luôn nha mọi người. Đó, tích nhiều nhiều tầng xíu. Đây rồi, ok, khỏi cần lính luôn mọi người. Thì chắc bây giờ là chưa phá được đâu. Chưa đủ sát thương mọi người, đồ nó chưa có nhiều cho nên là mình cứ cấu rỉa được bao nhiêu thì cấu thôi. Mình sẽ bật cái đồ xếp bót tăng tốc chạy này lên. Sao không tăng nhiêu hết nhỉ? Hình như nó mới chỉ level 2 thôi cho nên nó tăng chưa có nhiều mọi người à. Đó, cái chiêu này mình sẽ giảm tốc nó nha. Rồi ok, chạy 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 mọi người ơi, không đánh được nó đâu. Chắc mình phải tóc biến pha này luôn rồi mọi người. Mình hơi tiếc cái tóc biến nhưng mà thôi, chắc phải tóc biến luôn thôi. Thì bọn này nó đang cay mình hay sao, nó đang gọi là bị phá nhà xong cay mọi người. Thì các bạn có cay thì các bạn cũng kệ, các bạn giết được mình thì ok cho các bạn giết, nhưng mà mình phá nhà thì vẫn cứ phá nhà, các bạn làm gì kệ các bạn. Thành Các Tư Hãn này nó không biết nó có sợ mình không, như nó không sợ luôn, nhưng mà nó chỉ gọi là nó chỉ muốn đép lính thôi mọi người, nó không muốn đánh mình. Ok, nó vừa khuất tầm nhìn thì mình sẽ dọn lính. Rồi mình sẽ lên lụm luôn cái nhà của nó trên kia nha. Từ từ mọi người, từ từ. Chưa thấy nó đâu, có khi nó lại đang núp ở trên này. Đi từ từ thôi. Ok, nó đây. Đó, đi nhanh quá rồi gặp nó mệt lắm mọi người. Mình sẽ gọi là từ từ tí. Ôi trời trời, nó đặt nhiều bẫy thế. Mình sẽ lấy những cái con này để phá bẫy của nó nha. Dùng những con robot nhỏ nhỏ để check bẫy, check map đồ này nọ cũng được nha mọi người. Mình có thể trước khi vào bụi mọi người đặt những con robot nhỏ. Đây, các bạn thủ hộ mình cái trụ này luôn á. Đố các bạn thủ được luôn. Đó, mọi người thấy đâu cần lính đâu mọi người, lính mình chưa đi, mới đi tới chỗ mít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ phá luôn cái trụ này. Đó, các bạn làm gì kệ các bạn, mình đi phá nhà thôi. Con này nó thật chơi rất là vui mọi người. Chơi kiểu đúng kiểu chơi để win luôn mọi người. Ai ăn mạng kệ ai, phá nhà thôi. Đó, thì mình sẽ phá luôn cái trụ này cho đẹp nha mọi người. Đó, càng quét trụ địch. Hình như nãy giờ có mỗi cái trụ ở trên top, trụ đầu tiên này là mình không phá được thôi, còn lại là 8 cái trụ còn lại là mình phá hết mọi người. Đó, ok, thì trận đấu mình nó cũng kết thúc tại đây rồi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau nha. Bye bye.